Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chỉ trong một đoạn ngắn thư gửi cho tín hữu thành Côrintô, thư thứ nhất, Thánh Phaolô hai lần nhắc lại Chúa Giêsu là hoa quả đầu mùa. Đức Kitô là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Rồi lại, Đức Kitô là hoa quả đầu mùa đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô. Vậy cho nên là đi trước tiên chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta khởi sự và ban sự sống. Đúng hơn, chính Chúa là nguồn sự sống. Rồi từ đó nguồn này chảy mãi trong nhân loại, đoạn đến những người thuộc về Chúa Kitô. Có ai thuộc về Chúa Kitô cho bằng đức trinh nữ Maria? Một đời đức mẹ là một đời gần cận với con mình. Đức mẹ đẹp lòng Chúa Cha, bởi người đã vâng lệnh Chúa Cha để thành tựu của ơn cứu độ bắt đầu từ nơi đức mẹ sang trang mở ra một trang tân ước, mà con Thiên Chúa đến để lấy lại những gì tội lỗi đã làm cho gục đổ, đã làm cho mất mát. Cho nên đức mẹ đẹp lòng Chúa Cha, đáng để Chúa Cha ân thưởng và ân thưởng trọng hậu. Đức mẹ đẹp lòng Chúa Giêsu con của mình, bởi hơn ai hết, một đời đức mẹ đâu chỉ cưu mang Chúa Giêsu rồi hết. Trong ngày cưu mang Chúa Giêsu, trong buổi đầu Chúa Giêsu làm người, trong buổi đầu ngôi hai Thiên Chúa tác thành hình dạng của mình trong dạ của một người phụ nữ để làm con của người phụ nữ ấy, thì đã nhận nơi người phụ nữ ấy một tế bào, để từ đó tế bào đó trở thành thân xác của mình. Đức mẹ đã cho Chúa Giêsu Kitô Thiên Chúa làm người một phần thân thể của mình, để trở thành
một Chúa Giêsu Kitô toàn vẹn con người, có thể xác, linh hồn và thần tính trong thể xác và linh hồn ấy, thần tính trong con người ấy. Rồi cả một đời Đức Mẹ lẻo đẻo theo Chúa Giêsu trong cây thập giá. Bởi chúng ta đừng quan niệm ngay ngày Chúa Giêsu chết trên thánh giá thì mới là thánh giá. Cây thánh giá trên đồi tử nạn chỉ là giai đoạn cuối, chỉ là phần kết của một đời vác lấy thánh giá của Chúa Giêsu. Mà một tí nữa chúng ta sẽ đào sâu hơn về hình ảnh này, nơi Đức Mẹ khi ở bên cạnh và đồng hiệp công với con mình trong cây thập giá của con. Đức Mẹ đáng để Chúa Con ân thưởng một cách hết sức trọng đại. Và Chúa Thánh Thần cũng vậy, là nữ tỳ tươi đẹp, là hình ảnh của một hội thánh được phác họa nơi chân dung Đức Trinh Nữ Maria. Nếu Đức Maria đẹp cỡ nào thì hội thánh được mời gọi tiến theo để đẹp cỡ ấy. Cho nên là một hình ảnh phác họa cho cả hội thánh. Đồng thời Đức Trinh Nữ Maria đã ngoan ngùi cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần bằng tiếng xin vâng trong suốt chiều dài của đời sống mình. Bởi chúng ta đừng tưởng trong ngày Thiên Thần Gabriel ngỏ lời với Đức Mẹ, Đức Mẹ sống xin vâng giây phút ấy. Không, một lần thưa xin vâng để một đời sống xin vâng. Đức Mẹ đã làm cho ơn Chúa Thánh Thần được triển nở và một cách hết sức mạnh mẽ, dữ dội. Đó là lần đầu tiên trong nhân loại, cũng là lần duy nhất cuối cùng, không còn lần nào khác, hoa quả của Chúa Thánh Thần đã tượng thai trong lòng Đức Trinh Nữ để ngôi hai Thiên Chúa bước vào cuộc đời này. Đức Mẹ quá đẹp lòng Chúa Thánh Thần, là thụ tạo của Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ nhận lãnh những điều tốt đẹp nơi Chúa Thánh Thần là xứng đáng. Đức Mẹ đáng được Chúa Thánh Thần ân thưởng trọng đại. Cho nên việc cất nhắc cả hồn lẫn xác Đức Trinh Nữ Maria về trời đâu có gì là lạ. Trở lại với hình ảnh mà Đức Mẹ gần gũi với Chúa Giêsu, Đức Mẹ mang Chúa Giêsu, tôi vẫn nói với anh chị em, anh chị em đừng nghĩ rằng khi Đức Mẹ mang Chúa Giêsu trong lòng dạ mới là mang. Có khi người ta cầm tay nhau nhưng chẳng có nhau. Có khi người mẹ đẻ ra đứa con nhưng người mẹ vẫn có thể từ bỏ con. Cho nên khi ở trong lòng dạ của một con người chưa chắc đã là hoàn hảo trong sự cưu mang. Nhưng Đức Maria một mặt đã mang thật thể lý trong lòng dạ, trở thành cung điện cho Đấng Cứu Chuộc nhập thể làm người. Đã vậy, một đời Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang trong tâm hồn, trong suốt đời sống, trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong não trạng mà Đức Mẹ có được. Cho nên Đức Mẹ đã mang Chúa Giêsu, đã mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, đã có được chính Thiên Chúa ở trong chính mình trước khi có Chúa ngự trong lòng dạ mình. Hay đúng hơn, Đức Mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa trong nội tâm đời mình, và sau đó mới mang thân xác con Thiên Chúa trong lòng dạ mình. Thành ra Đức Mẹ xứng đáng hết sức, và còn hơn thế khi bên cạnh người con duy nhất của mình, Đức Trinh Nữ Maria đã theo con cho đến cùng. Và tôi sẽ dùng cái trạng từ mà anh chị em chắc có lẽ nghe rất quen, nhưng vì quen mình chưa thấy hết mọi góc ngách, mọi cái cần phải nói ở trong cái trạng từ ấy. Đó là trạng từ tận cùng. Đức Mẹ đã mang con của mình, đã thờ lạy Chúa Giêsu trong tận cùng của cuộc đời, của cõi hồn mình.
Cho nên ngôn ngữ của loài người có khi không diễn tả hết. Tôi tin rằng khi tôi dùng cái trạng từ tận cùng, anh chị em có thể hiểu phần nào về sự Đức Mẹ gắn bó với Chúa Giêsu. Mẹ đã thờ lạy Chúa khi mà Đức Mẹ nhận lời của Thiên Thần và thốt lên xin vâng. Và từ nay Chúa đã ở trong lòng dạ của mẹ. Mẹ đã thờ lạy Chúa, đã chiêm ngắm Chúa. Mẹ đã sống với Chúa từ giây phút đầu Chúa làm người. Và khi sinh con ra trong hang lừa, mẹ đã thờ lạy Chúa trong hình hài thơ bé. Cho đến nỗi nhiều lần trong khi diễn tả mầu nhiệm Giáng sinh và ẩn dật, thì Thánh Luca nói rằng Đức Maria ghi nhớ và tâm niệm trong lòng mình. Cụ thể trong mầu nhiệm Giáng sinh, khi mà các mục đồng đến thăm hang đá Bethlehem ra về với tất cả những gì mà Đức Mẹ nghe được nơi các mục đồng ngỏ lời, Thánh Luca kết luận cho câu chuyện: còn Maria ghi nhớ những điều ấy trong lòng. Đức Mẹ đã sống với con, đã cùng với con để trải qua năm tháng cuộc đời của con, rồi những năm sống ẩn dật giữa gia đình nghèo khó, Đức Trinh Nữ Maria đã thờ phượng con mình để cùng với con chấp nhận thánh ý Chúa, mà rõ rệt nhất là trong ngày con thực hiện lệnh của cha con ở trên trời cao, khi mẹ tìm thấy người con của mẹ trong đền thờ. Và những năm tháng Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, thì biết bao nhiêu lần người con của Đức Mẹ đã bị chống đối, thậm chí nhiều lần bị người ta muốn xô xuống những vực thẳm cho chết. Và họ đã bất bình, kéo dài sự bất bình ấy cho đến giây phút cuối cùng, khi mà cao trào kịch tính nhất xảy ra trong cuộc đời của con, khi mà người ta không chịu nổi, thì cái kịch tính ấy phải được giải quyết. Đó là cây thánh giá xuất hiện trên đồi tử nạn mà con mình phải mang lấy. Đức Mẹ chứng kiến cho tới cùng. Tôi lặp lại một lần nữa, hai tiếng tận cùng. Khi Đức Trinh Nữ Maria lẻo đẻo theo con mình, ngã lên ngã xuống, máu me đầy mình và những trận đòn. Nhưng những trận đòn trên thân thể chỉ là cái thấy được, còn những trận đòn do nhiếc mắng, do sỉ vả, do khinh thị, do nhổ vào, vân vân, thì chắc chắn không ai khác, một người mẹ thấm thía tất cả. Anh chị em và tôi vác thập giá đời mình, nói vậy chứ chúng ta không bằng đâu. Chúng ta nói là vác thập giá theo Chúa chứ lơ tơ mơ. Nhưng nếu anh chị em đặt mình vào trong trạng thái của một người mẹ chứng kiến cảnh người ta hành hình con mình, những nhát búa vỗ ầm ầm vào thập giá, rồi những lời sỉ vả nhục mạ, cho đến nỗi người ta thỏa mãn cái sự thù hằn gớm ghiếc, khi mà treo con của mẹ lên rồi, lòng người ta vẫn chưa hết thù hằn. Sự độc ác của con người không có cùng tận, không có biên giới. Khi mà đã treo kẻ đã mình giết lên trên thập giá rồi mà vẫn còn đứng đó sỉ vả: xuống khỏi thập giá đi, ngươi là con Thiên Chúa, xuống khỏi thập giá cho ta xem nào. Thế một kẻ nó bậm trợn nhất, nó ác độc nhất, nó tàn khốc nhất, nếu nó giết xong một con người thì nó còn đứng đó để nó nói cái lời ấy với cái xác đang nằm đó không anh chị em? Vậy mà loài người chúng ta dành cho Chúa Giêsu một sự tàn độc mà tôi không biết phải dùng chữ nào hơn nữa. Khi mà đem Chúa trên thánh giá rồi, lúc Chúa thoi thóp trăn trở như vậy mà vẫn còn đứng đó mà ngạo mạn được, thì thật cái độc ác đó, tôi lại lặp lại một lần nữa, cùng tận. Đức Trinh Nữ Maria chứng kiến, thấy những gì
mà tôi vừa trình bày. Phần thưởng của Đức Mẹ được lên trời hồn xác có xứng đáng không? Và chính vì thế Đức Mẹ trở thành bài học sống cho chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta mừng lễ Đức Mẹ, ta không chỉ mừng trong danh dự, trong sự ca ngợi về một người mẹ của mình, nhưng hơn thế, đừng dừng lại ở ca ngợi, đừng dừng lại ở danh dự. Chúng ta phải hơn thế, đó là rập khuôn đời mình theo Đức Mẹ, để sự thánh thiện của người cũng là sự thánh thiện của chúng ta. Sự công chính của người cũng phải là sự công chính của chúng ta. Đời sống xin vâng của người cũng là đời sống xin vâng của chúng ta. Và cây thánh giá mà người đi bên cạnh Chúa Giêsu cũng phải là cây thánh giá chúng ta mang suốt đời trong thân phận con người đi bên cạnh Chúa của mình. Nếu chúng ta làm được điều đấy thì tôi tin mỗi một lần mình lần chuỗi trong mầu nhiệm năm sự mừng, mình thốt lên: thứ tư, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Thứ năm, sau khi được cất nhắc lên trời rồi, Chúa thưởng Đức Mẹ trên thiên đàng, ta cũng xin cho được thưởng cùng Đức Mẹ trên quê trời. Nếu anh chị em sống một đời như Đức Mẹ, kiên trung, gan lì, mạnh mẽ, can đảm, thách thức tất cả những thách đố trong đời này để ta băng qua nó, thì chắc chắn lời cầu nguyện trong lần chuỗi mân côi hàng ngày, nhất là trong hai chục cuối của mầu nhiệm năm sự mừng, sẽ là hiện thực của đời chúng ta. Ước mong mẹ về trời và chúng ta cũng về trời. Chúng ta đứng